tài khoản tác giả Trương Quy Sang vừa có một dòng trạng thái ca ngợi ông Vũ Khoan, nhưng đồng thời song song với việc ca ngợi ông Vũ Khoan đó, tác giả Trương Quy Sang đã có những lời lẽ không hay về cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, và cách mà Trương Quy Sang trình bày là mượn lời những lãnh đạo của đảng và nhà nước, và những lãnh đạo này hiện ra từ trần nên không có cơ sở nào để xác định việc đó là đúng hay sai, tức là những người này có phát biểu như vậy hay không. Tôi xin nêu ý kiến của nhà báo Nguyễn Như Phong về vấn đề này và ý kiến của tôi ở phần sau. Nhà báo Nguyễn Như Phong nêu như sau: và nhờ trao đổi với Quy Đức, tôi và Quy Đức hay còn có biệt danh do anh tự đặt là Ô Sinh Quy Đức biết nhau từ lâu, thân nhau như chiến hữu, như vào cả thì chưa, nhưng quý nhau trọng nhau và thật sự cũng dễ tâm sự với nhau nhiều chuyện nhiều việc ở đời. Nhưng cách đây mấy ngày khi đọc bài Phó Thủ tướng Vũ Khoan không và không gian đóng góp cho các nhà kỹ trị thì tôi rất lấy làm ngạc nhiên, bởi không nghĩ một người nổi tiếng bằng người bút như Quy Đức lại có thể viết như vậy. Vì thế trong bài này tôi sẽ phản biện lại một vài quan điểm và cách viết của anh Quy Đức. Thứ nhất, theo tôi, việc Quy Đức muốn tôn vinh bắt Vũ Khoan mà lấy chuyện ông Nguyễn Tấn Dũng ra để so sánh là điều tối kỵ trong nghề báo. Hơn nữa, những lời Quy Đức dẫn của cụ Đỗ Mười, cụ Phan Nhân Khải, cụ Võ Văn Kiệt thì tất cả các cụ đều đã trừng trần rồi, chứng cứ đâu mà nói như vậy và làm sao xác minh được. Hơn nữa, việc cắt nhắc bổ nhiệm một vị trí quan trọng là thủ tướng đâu có phải chuyện vài ba người mà quyết được, dù đó là người lãnh đạo cao nhất, có uy tín nhất. Nói như thế, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng là dưới tình nghe theo lời một số cá nhân mà không có tính quy định và tính tập thể của Ban Chấp hành Trung ương hay không. Một người như Nguyễn Tấn Dũng đã từng tham gia 6 khóa ủy viên Trung ương, 4 khóa Bộ Chính trị, 10 năm làm Phó Thủ tướng Thường trực và 10 năm làm Thủ tướng thì chắc chắn không chỉ là được yêu quý của số người và nhiều người cũng không thích công việc của ông. Với ông Nguyễn Tấn Dũng, chắc chắn các bản kiểm điểm công tác hàng năm còn được lưu giữ, chắc chắn các nhận xét đóng góp ý kiến vẫn còn ở trong kho hồ sơ, chắc chắn các lời nhận xét phê bình còn được lưu giữ cẩn thận bằng băng ghi âm. Cho nên nếu không có chứng cứ thì đừng nên nói đúng rồi, như đúng rồi, và điều quan trọng là đừng ghép định kiến của mình vào phán xét. Tôi đồng ý với anh Nguyễn Như Phong ở một số điểm, như là không thể đem định kiến của mình gán ghép vào phát biểu của người khác. Và thứ hai nữa là không thể dẫn chứng lời nói của lãnh đạo mà không thể chứng minh được, bởi lãnh đạo đó đã mất rồi. Về phía tôi, cá nhân tôi có ý kiến như thế nào? Chúng tôi không hề ngạc nhiên về anh Trương Quy Sang khi anh tấn công vào Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Anh đã có hàng nhiều chục bài tấn công vào cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liên tục trong 10 năm nay. Và sự xuất hiện của những bài này không hề có nguyên cớ nào hết. Thích là nó xuất hiện thôi. Và nhân một sự kiện nào đó là cho nó xuất hiện. Ví dụ như là nhân sự trẻ, đưa người trẻ vào làm cán bộ lãnh đạo, rồi người này người kia lên chức, và thậm chí khi một cán bộ từ trần thì anh Quy Đức cũng, anh Trương Quy Sang cũng lấy đó làm cái so sánh để tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng. Và không chỉ tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng không, mà còn tấn công những người vô khen khác trong gia đình ông Nguyễn Tấn Dũng, như là Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị hay là anh Nguyễn Minh Triết, cán bộ của Trung ương Đoàn. Họ có liên quan gì, họ có tội tình gì? Thưa anh Trương Quy Sang, mà anh dành những lời lẽ rất cay nghiệt cho họ, thật là quan phải không? Còn công tội, quá trình công tác như thế nào, họ là những người mới, quá trình còn rất dài, hãy để việc đó cho những người làm tổ chức và toàn dân đánh giá. Tất nhiên, những người làm lãnh đạo, những cán bộ là những người của công chúng, và công chúng có quyền có ý kiến. Đó là những người dân bình thường, những người bình thường họ có ý kiến, và chúng tôi tôn trọng tất cả, ai cũng vậy thôi. Nhưng những ý kiến mang nặng tính định kiến thì không nên. Và chúng tôi biết rằng anh Trung Quý Sang là một người đã từng viết sách như là viết sử. Ví dụ như hai cuốn Bên Thắng Cuộc thì anh phải hiểu như là một lịch sử tân thời, thì anh Trung Quý Sang hiểu hơn ai hết những nguyên tắc của người viết sử đã có từ thời Tư Mã Xuyên trong bộ Sử Ký. Viết về quan đế là như thế nào, viết về quan lại là như thế nào,
kể cả biết về những người nổi loạn thì như thế nào, có từng hồi từng chương và có sự sắp xếp và có các nguyên tắc của nó, các công tắc của nó. Chúng ta nên nhớ rằng các vị vua phong kiến ngày xưa có hữu quan và tả quan. Hữu quan ghi những điều vua làm, tả quan ghi những điều vua nói, và các chính phủ hiện nay cũng như vậy. Ở mọi nước khác đều có thư ký và những bộ phận cơ yếu ghi chép là tất cả, ghi chép là tất cả. Và anh Trương Quy Sang thay vì dẫn chứng những tư liệu lịch sử, ví dụ như văn bản số mấy, tài liệu số mấy, báo cáo số mấy, báo cáo qua tiếp xúc số mấy của Tổng cục 2, của Bộ Công an, của Ban Tổ chức, của Ban Kiểm tra, thì anh Quy Đức lại, anh Trương Quy Sang lại dẫn chứng ý kiến của những đồng chí lãnh đạo, của các bác, các chú lãnh đạo, các anh lãnh đạo mà những người này đều đã từ trần hết rồi. Mà những lời lẽ mà anh Trung Sang dẫn chứng tôi cho rằng không phù hợp với phong cách của những người này. Tôi nghi ngờ anh áp đặt định kiến vào đó, giống như anh Nguyễn Như Phong. Còn nếu anh Quý Đức đưa ra, anh Trung Sang đưa ra được băng ghi âm hoặc văn bản xác minh thì chúng tôi xin chịu thua. Thí dụ như tôi nói như thế này, những người mà anh Quý Đức nêu là những người quen biết đối với tôi. Tôi quen biết với những người đó, không phải với tư cách nhà báo, mà lời với tư cách là khác. Thí dụ như đối với ông Võ Trần Chí, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi quen với bé hai. Tôi bé hai với hồi đó là với anh Quang Hữu Dũng, phó phòng hình sự, những người bạn cũng hay cà phê trà đá với nhau. Hay là đối với gia đình ông Phan Văn Khải, tôi càng thân nữa, thông qua anh Hoàng Ti là một cán bộ công an, rồi anh Quốc Lũi cũng là cán bộ công an, anh Đức là một cán bộ công an, anh Thành Điết là con của một khai quốc công thần. Mà rất nhiều người chơi nhau, trở thành một nhóm với nhau. Và tôi tin rằng một người cẩn ngôn như ông Phan Văn Khải, cựu thủ tướng Phan Văn Khải, không hề có những phát biểu về đồng liêu của mình và là bậc đàn em của mình như ông Nguyễn Tấn Dũng như vậy. Và có một nguyên tắc nữa của người làm báo và của những người kề cận, người tiếp xúc với các VIP, đó là nguyên tắc one off, tức là không được tiết lộ những gì người ta đã ký thác, người ta kể cho mình nghe, không được phép tiết lộ, trừ khi người đó còn sống và người đó đồng ý bằng văn bản cho mình để xác nhận và mình đừng công bố điều đó. Nhất là khi điều đó nói về một con người cụ thể và có thể ảnh hưởng đến tư cách của họ. Do đó chúng tôi nói rằng, chúng tôi nghĩ rằng, trở lại vấn đề ban đầu, các vấn đề mang tính nguyên tắc và về cấu trúc quyền lực, cấu trúc triết học và cấu trúc truyền thông, là người dân, các anh chị và mọi người có quyền nhận xét về tất cả những người của công chúng. Còn những người có tầm ảnh hưởng đến xã hội thì rất cẩn ngôn về vấn đề này, rất cẩn ngôn về vấn đề này. Nó có thể pháp luật không sờ đến các anh chị. Anh Bà Dũng chắc cũng không hề quan tâm đến việc này, để phải có một hành động nào đó. Nếu có, anh đã có hành động từ lâu rồi, từ thời anh Trần Đại Quang rồi. Và chúng tôi nói anh Trần Đại Quang, tại sao tôi nhắc anh Trần Đại Quang? Anh Trần Đại Quang cũng rất thân mật với tôi. Nhiều lần vào Nam, anh Trần Đại Quang đều ghé nhà anh tướng Trịnh Lương Hy, ban chỉ đạo Tây Nguyên. Và hồi trước đó là tổng cục phó tổng cục an ninh, ghé nhà tôi và anh em rất vui vẻ với nhau. Đấy, tôi nói chỉ có thể nói như vậy. Tuy nhiên, với sự tự trọng của một người cầm bút, một kẻ sĩ, tôi khuyên anh, tôi cũng không có tư cách khuyên anh Quy Sang. Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, những người biết, nên cẩn trọng. Và khi nhất là khi nói về một người khác, chúng ta hãy nêu ý kiến của chính chúng ta, đừng mượn lời của người khác và gắn định kiến chúng ta vào đó. Thí dụ như anh Trương Quy Sang muốn nói về anh Bà Dũng thì anh nêu ý kiến của anh, đúng không? Cần gì phải mượn lời của những đồng chí cách mạng lão thành tiền bối mà bây giờ họ đã khuất rồi, khuất núi rồi, lấy gì để chứng minh đây? Để gì chứng minh đây? Và chúng tôi cũng vậy, chúng tôi nắm nguyên tắc và hứa với các anh chị là sẽ thực hiện đúng nguyên tắc đó. Nói với người nào đó, chúng tôi dùng ý kiến của chúng tôi, không mượn lời của ai cả. Xin cảm ơn các anh chị.